Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em gửi đến các bác mẫu xe đạp địa hình Coupe 27.5, một dòng xe đạp không nhôm đến từ thương hiệu rất là quen thuộc và cực kỳ là được ưa chuộng với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam. Thương hiệu Coupe của Đức rất là đẳng cấp. Xe được sử dụng bộ chuyển động Shimano Aceja. Bánh là 27,5 inch không nhôm, nước sơn nguyên bản. Toàn bộ khung của xe là không nhôm. Thương hiệu Coupe. Màu hôm nay em về là màu xanh lam và pha với màu xanh lá cây, rất là thể thao và cực kỳ là trẻ trung đẹp mắt. Do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước ở trên khung rồi. Và tổng thể sơn xi thì nó cũng không còn được đẹp. Không còn được đẹp như mới nữa. Nhưng mà đổi lại thì các bác có một chiếc xe đạp thương hiệu Coupe này, rất là tốt, thương hiệu cực kỳ là đẳng cấp của Đức. Đấy, và bộ chuyển động rất là ngon. Nhìn tổng thể xe thì nó còn tương đối là đẹp. Bánh 27,5 inch, toàn bộ đồ trên xe là nguyên zin nguyên bản hết. Máy Lovatec bi bánh bi vòng, chạy bi bạc đạn, lít 9 tầng, đời Aceja, Shimano Aceja. Cái trước sau Aceja 9 lít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Trên phần ghi đông thì được trang bị bộ ghi đông cong đổ đèo và tay bấm xả hai bên là cũng là Aceja. Bên này là 9 lít 3 đĩa. Và bộ phanh dầu này của Techo do là qua quá trình sử dụng nên là nó mất đi những cái tem logo rồi. Nó bị mờ mất logo chữ rồi. Cấu hình cũng khá là ngon. Giảm sóc dầu theo xe của SR Suntour. Bánh trước cũng là máy Lovatec bi vòng. Đấy, bánh 27 inch. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe này có cái gióng đứng ngắn nhưng mà gióng ngang nó lại dài thì nó sẽ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m61-62 đến 71-72 đi phù hợp. Nít 3 đĩa, chuyển động vẫn còn rất là mượt mà. Và chiếc xe được bán với em mức giá chỉ có là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.